con gái mà có chán rô thì tình duyên sẽ lận đận. Các bạn thấy điều này có đúng không? Trong thuật xem tướng thì những cái điểm nhô lên đại diện cho tính dương, thế còn điểm lõm xuống, ví dụ như núm đồng tiền hay cằm trẻ thì là tính âm. Tính dương thì đại diện cho sự mạnh mẽ, quyết đoán, nghị lực, quả cảm. Thế nhưng ấy, chuyện tình cảm thì cần cái sự mềm dẻo và khéo léo, cho nên đây cũng là một điểm bất lợi. Bên cạnh đó thì chán rô, tức là cung quan lộc nổi cao, đúng không nào? Những người này thì rất là thành công trên cái con đường công danh sự nghiệp. Nhưng mà có một cái nghịch lý, đó là khó có ai mà cân bằng được giữa cái cuộc sống gia đình, vợ chồng với cả công danh sự nghiệp. Cho nên ấy, những người này tình duyên thường đã rất là giang dở, lận đận hoặc là lập gia đình muộn. Cuối cùng thì xét về mặt khoa học thì chán là nơi chứa não bộ. Những người chán rô thường não bộ sẽ phát triển hơn, cho nên ấy, đặc điểm của họ thường là sẽ kỹ tính hơn, cẩn thận và tỉ mỉ. Ở trong chuyện tình cảm thì họ có những cái chuẩn mực rất cao đối với người chồng, đối với người yêu của mình. Chính vì vậy điều này cũng khiến cho họ có một cái tình duyên mà không được viên mãn và suôn sẻ. Các bạn có biết ai có chán rô không? Hãy cùng kiểm chứng rồi phản hồi lại cho tôi biết nhé.